điểm nổi bật của cái máy phá đa năng này thì thứ nhất là thiết kế cơ khí rất là vững chắc ha. Cái thứ hai là máy này có hai cái bánh đà, một bánh đà bên ngoài và một cái bánh đà bên trong. Cho nên cái lực khi phá nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Cái thứ ba là trên máy này nó có những cái con dao bằng thép, cho nên nó sắc cây rất là ngọt, rất là dễ dàng ha. Sau đây Hải Triều sẽ giới thiệu với các bạn cấu tạo của cái máy phá đa năng này ha. Cấu tạo bên ngoài của cái máy này bao gồm các bộ phận như sau. Thứ nhất là cái buồng nghiền, buồng phá ha. Cái thứ hai là cái miệng đó chúng ta bỏ nhiên liệu vào. Cái thứ ba là cái motor này có công suất là 15 kW ha. Cái thứ tư là cái bánh đà. Và cái thứ năm là bộ truyền động Yaguro Pulley ha. Cái thứ sáu là cái khung chân ha. Là cái miệng đó phun cái nhiên liệu ra ha. Bây giờ chúng ta mở cái buồng nghiền ra để xem bên trong cấu tạo như thế nào ha. Như các bạn cũng thấy thì cấu tạo bên trong bao gồm 8 cái lá búa để chúng ta phá cái phần dăm đó ra thành mùng cưa ha, 8 lá búa ha, và có 4 cánh quạt để khi phá dăm ra nó sẽ thổi cái dăm ra bên ngoài. Cứ bên 8 cái lá búa là cái mâm dao ha, cái mâm dao này cũng có công dụng là bánh đà luôn ha. Thì trên cái mâm dao này có 4 cái lưỡi dao ha, bằng thép rất là bén ha, để sắc cái cây ra thành dăm. Thì bốn cái lưỡi dao này có thể tăng giảm được sắc độ dày hay độ mỏng bằng những cái con ốc, và bốn lưỡi dao này có thể thay thế được rất là dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã xem video hướng dẫn của Hải Triều. Hy vọng với video lần này sẽ giúp đỡ cho các bạn biết và hiểu rõ hơn cái máy phá đa năng này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.